Có cái gì mới thì trình báo đi. Trình báo chính quyền đi. Ông Trang này là mới về. Mới về. Thuế mới về. Hàng vừa tiền hợp lý giá. Bao tiền? Cái đôi này bao tiền? Ừ. Đôi này bán 20. 20 một cây hay là một đôi? 20 cây. 20 cây thì. À, đây là bụi hay là gốc to không? Gốc to, thân ngồi to lắm. Không, tạm thời không nhìn thấy nhỉ. Bụi thân to thì ngoài kia. Đây, ở ngoài kia có Trang. 36 cây. Nói chung là bụi. Thân to, nói chung 20 triệu một đôi. 20 triệu một đôi. Cao khoảng 1 rưỡi em ạ. 1 rưỡi. Chật quá mà để này không có chỗ mà đứng mà quay. Đấy, nó chật quá, nó đất nó không có. Đâu còn có cái gì trong cái nó đẹp đẹp không? Đây cái khế này bao nhiêu tiền? Hả? Cái này 9 triệu. Đặt quanh. Kỷ niệm người quay phim cây đi. Bà kỷ niệm ông quay phim cây mà. Thế cái khế này bao tiền? Đây. Ra này. 8 triệu rưỡi. Tiếp. Đang có hoa này. Đang có hoa đẹp lung linh luôn. Đây hoa đây. Me. Này mang cái này quay nó không nét. Cái kia quay nét. À và che cái lưới đen cho đâm nó tối quá. À, tối quá. Đấy, này. Này có mưa trồng một cây tí khoảng tưới. Mới về đêm qua. Bà mừng cây cảnh Vạn Phúc ở đâu? Ngọc đọc đi 0949750368 đúng không? Thế mà chả bao giờ thích kỷ niệm cây gì này. 8 triệu này. Cái loạt tùng này. Đây, cái đôi Trang chiếc gì đây. Màu có vườn là có. Đấy, có nhà thờ mà ấy nhá. Cứ tỉa lên là nhiều bông thôi chứ không. Chơi bò tán thôi. Nhà đấy. Xe công tốn qua đấy. Có lên được mà có vào được khoảng 1 tỷ tiền cây không? Hả? Có được khoảng 1 tỷ tiền cây không? Cái gì em? Mua không? Đấy cái số hàng hôm qua. Mua vốn cũng gần xít xoát. Thế cái xanh này bao tiền? Cái xanh này 15 triệu. 15 triệu. Xanh 15 triệu. Đốm trắng luôn. Cũng được đấy. Đấy, xanh năm điền xịn. Già đốm trắng. Nói chuẩn mà toàn thợ cả đấy. Nói cứ tạm thời chấp nhận bà thế. Nhưng mà được cái già sạch sẽ. Già dáng đẹp. Cao cũng độ hơn 1 mét. 1m2. Cây trực hoành. Trực hoành, tay hoành rất là rộng. Đây này. Bà bà là cây này nó còn đẹp hơn xanh năm điền. Ý là lá nó. Lá nó đẹp. 70 triệu không mua được. Nhưng bây giờ nó rẻ tầm khoảng 15 đây, triệu. Có nhìn thấy trắng thân đây rồi. Già. Xanh kiểu như xanh búp ngọc lá đó. Rất là đẹp. Xanh nó màu rất giống lá móng đó. Rất giống lá móng. Một số bác thì vẫn gọi là lá móng đó. Đấy. Mình không cần chi tiết và nó rồng rõi gì cho lắm. Có cây túc nào đẹp đẹp không? Mình tìm cây túc chơi mà. Tìm cây túc chơi mà không thấy cây nào. À, cây nước túc này cũ. Đây còn cái cây Hải Châu này bao tiền? Nhiều quả này. 7 triệu. Khế này, cái khế gần bên này. Em nhìn cái khế gần trùng thì đẹp rồi, chưa? Rồi, cứ từ từ, đấy. Cứ báo giá đi. Ừ, cái này 11 triệu. 11. Từ hôm qua hỏi cái bé tí, bé hơn cái này. Mà nó thân nó dáng thì cao được khoảng thêm 70 phân nữa. Rồi gọi điện bảo bao nhiêu tiền em, nó bảo 25 triệu. Xít ở tận nơi. Hải Châu nhiều quả quá nhỉ. Mình ra vườn, nhà vườn mua dễ hơn đấy. Mua ở trong miền Nam. Toàn mua ở trong ra chứ đâu mà. Còn đánh hàng ở trong ra. Đây còn hai cây này. Cái túc này bao tiền? Cái túc này á? Túc này 3 triệu. Cái này 5 triệu. Ui. Cái này xấu hơn mày 5 triệu. Ui giời, cây thắng bắt đầu hồ thật đẹp này. Ai có bè hồ cá coi là tấm hết luôn. Thế à? Dùng nó lên nó cháy mà mình để cháy.
triệu. Cây linh sam mình sam thơm nhé, sam hoa tím, sam thơm. Ừ, sam thơm. Cái dúi này em ạ. Rồi, cứ nói tiền luôn, tí nữa quay lại kỹ. Cứ nói tiền luôn đi, tí nữa lại không nhớ. À, cái dưới nói tiền luôn này. Ừ. Đây là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Được, tí nữa đi lại một lượt. Ui, lắm muỗi quá bạn. Nhà lắm muỗi quá. Hả? Lắm muỗi quá. Ừ, nó ẩm thấp. Thấp lắm muỗi. Muỗi quá. Xem nào. À, ừ, cây này thì đúng là rẻ đúng. Chị tưởng có quay. Hả? Thì hỏi luôn thì tí nữa. Không biết được nào mà cứ mỗi cây lại hỏi phát mất thời gian. Ừ. Nghèo quá. Cũng hàng ở bên trong ra đây, toàn cát, trong toàn cát. Cây là cây đấy, búp tím đấy, nó có hai loại thật đấy, như vừa rồi tôi cũng mới để ý đấy, là túc với lại sộp là hai loại khác nhau đấy các bạn. Và có người thì gọi là si đề, là cái cây sộp ấy, cái si đề ấy, nó khác nhau. Lá thì lá già thì khá là giống nhau đấy nhé, lá non thì nó có đây, bên này là cái màu tím, còn có một loại là màu đỏ, đây là túc, còn cái loại màu đỏ là sộp hoặc là gì đấy, tùy. Cứ thực tế là cả hai dòng tôi đều thấy có quả đấy. Nói chung nó còn là đang tranh cãi. Mình không phải là chuyên gia về cái món này, thì cây đẹp là thích thôi. À, cầm tí mà muỗi đốt khiếp quá. Đấy, cây này cái si này cũng được. Si dài. Cổ. Cổ lắm, cổ đê thì chắc. Có đến triệu không? Bao nhiêu? Cái này 5 triệu. 5 triệu. Có cái chắc mini nào khoảng 100-200 nghìn không? Không có. Không có. Đấy lại hỏi cho cái bà chị hôm trước này. À, thích để bán mà chơi vui vui mà. Cái nguyệt quế này bao tiền? Nguyệt quế này 2 triệu. Chả có cây nào mấy trăm nghìn nhỉ? Không có hàng thì mấy trăm. Chả có mấy trăm nghìn để xin. Mẫu đơn này bao nhiêu? Mẫu đơn này bao nhiêu? Này, mẫu đơn này bao nhiêu? 5 triệu. Ừ. Ở hai cây riêng à? Chứ tưởng một chung gốc. Hai cây riêng. Cây này bao tiền đây? Bận quá cứ đi đây là thế. Bao tiền đây? Bồ đề đây này. Thôi, bồ đề được. Thôi được, ai muốn hỏi giá thì alo. Có số điện thoại rồi. Bồ đề. Cây lâm vồ thì đúng hơn chứ không phải bồ đề. Thôi cứ gọi nào thì gọi. Đây cây nữa. Trắng thân, chơi này đẹp hết. Nó gọn hơn bồ đề đấy. Nó gọn hơn bồ đề. Để trắng gọi cũng đúng, tùy mỗi người cách gọi. Trắng 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 thân cứ như quét sơn ấy. Trắng bốp. Giá thì alo. Đây ví dụ như mấy cây bồ đề này này. Tất. Đây cái này, cái trắng trắng này. 6 triệu. Kia. Cây kia 5 triệu rưỡi. Ừ, cái kia nó đẹp hơn đấy mà. Em nhìn thế nào cây này đẹp hơn chứ? Cây kia đẹp mua hơn. Mua đắt tiền hơn mà. À? Cây kia mua rẻ tiền. Chắc là mua của người khác. Ừ, thì đẹp hơn. Mỗi mình lại mua bắt đánh giá một cái. Đi ra 5 triệu thôi. Ra 15 triệu 3 cây. 5 triệu 3 cây. Thôi đi anh em mình đi vào 5 triệu 3 cây á. 15 triệu. 15 triệu 3 cây. Thôi đi vào đi mình kê đi. À, Sam Hương đây, Sam Hương này. Cứ vào thoải mái, có phải làm gì đâu mà. Vào đi, nó có ý mà. Đấy, mùi. Sò tay là tự ướt thơm. Ừ, biết rồi, mình có nhiều người đã không thích cái mùi này. Nhưng mình thấy có mùi Sam Hương. Tùy mỗi người cảm nhận, có người thì thấy thơm, đại loại là nó mùi tinh dầu. 5 triệu.
nhiều lắm các thể loại. Đây, mít quế, sam hoa. Lối đi vào nó chật quá. Cây dây tím này bao nhiêu? Cây dây tím này bao nhiêu nhỉ? Cảm ơn nhỉ. Cây dây tím này bao nhiêu? À, cây dây mí này. Cây dây mí này. Mải làm quá hỏi. Cây dây mí bao nhiêu? Đây. Đây. Ừ. 11 triệu. 11. À, sơ bộ biết thế. Cây này 7 triệu. À ừ đấy, có cái cây 7 triệu. Ghê chưa? Tiếp toàn tiền trục nhỉ. Thôi được rồi, sơ bộ thế các bác nhé. Để đi ngắm thăm thú tí. Sắp mưa nơi rồi.